Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã kết thúc bộ truyện Âm Dương Công Vụ phần thứ 2, Vạn Quỷ Chi Vương. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm có 3 tập của Hồi Ức. Hồi Ức đã đem đến cho chúng ta một bộ truyện rất là hay, chủ đề dân gian làng quê. Đó là Oan Hồn Trở Lại mà Huy đã phát trong dịp trước Tết đó. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một bộ truyện cũng dân gian làng quê, có 3 tập, Quỷ Án Làng Ẩn. Và sau khi kết thúc 3 tập của Quỷ Án Làng Ẩn thì chúng ta sẽ nghỉ ngày Chủ Nhật. Và Huy sẽ bắt đầu phục vụ lại từ ngày thứ hai. Tuần này là như vậy. Thế vì sao? Là tuần sau, bộ truyện tuần sau mà chúng ta nghe sẽ là một bộ truyện có 7 tập. Vì vậy Huy phục vụ từ thứ hai cho tới Chủ Nhật để cho mọi người nghe được trọn vẹn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Quỷ Án Làng Ẩn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Mặt trời đã lặn từ lâu. Vầng trăng non đầu tháng đang từ từ vén màn sương mờ, tỏa thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống núi rừng. Đó đây những tiếng cú kêu lên thưa thớt, tiếng chuột chạy dưới thảm lá khô nghe xào xạo. Màn đêm buông xuống chính là lúc những loài ăn đêm hoạt động mạnh mẽ. Chúng bắt đầu bữa tiệc của mình một cách tưng bừng và náo nhiệt, như lũ dơi lũ chuột, hoặc âm thầm và lặng lẽ như loài rắn rết. Xa xa, giữa sâu thẳm của khu rừng già hoang sơ, có một nơi đang bập bùng ánh lửa, cùng với tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng cười nói rộn ràng. Đó chính là một ngôi làng nhỏ với vài chục nóc nhà nằm rải rác, thưa thớt, vây quanh một ngôi nhà lớn hơn. Đèn đuốc được thắp sáng từ lối vào cho tới trung tâm của làng. Từ ông già bà cả cho đến những nam thanh nữ tú, nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh đống lửa lớn ở giữa sân. Mặt ai nấy đều đỏ hồng, không rõ vì ánh lửa hay là vì men rượu. Ngôi làng đó là làng Ẩn. Không ai rõ vì sao nó có tên như vậy, nhưng nhiều người cho rằng vì làng nằm gọn trong một ngọn núi cao, quanh năm mây mù, lại được rừng sâu bao phủ, rất ít người bên ngoài có thể phát hiện và lui tới, cho nên mới gọi là làng Ẩn. Hôm nay làng có đám cưới. Người tổ chức đám cưới là con trai của trưởng làng, Phùng A Phổ, tên gọi Phùng A Bang. Bang năm nay vừa tròn 25 tuổi. Theo phong tục của làng, Bang đã làm lễ cấp sắc và được các già làng công nhận là một người đàn ông trưởng thành. Khác với những bộ tộc khác, con trai của làng Ẩn muốn được công nhận trưởng thành thì phải làm được một việc, đó là hoàn tất được tục bắt vợ. Cô gái được nhắm đến tuyệt đối không phải là gái làng, mà là phải người nơi khác. Sau khi cướp được vợ đem về trình ma, người đàn ông lập tức được làm lễ cấp sắc, hay còn gọi là lễ thành đinh, đồng thời tổ chức hôn lễ 3 ngày 3 đêm. Tục cướp vợ từ xa xưa đối với người làng Ẩn đã trở thành một việc làm không thể thiếu để tiến hành nghi thức cấp sắc. Nếu không cướp được vợ thì người con trai mãi mãi không được coi là trưởng thành, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Tục lệ này đảm bảo cho nội giống của người Ẩn không bị mai một đi. Trong những cuốn phổ truyền đầu tiên của làng có nói, thủy tổ của người làng Ẩn vốn di cư từ phía Bắc xuống. Ban đầu chỉ có chưa tới chục người, sau này nhờ đi bắt vợ nơi khác nên dần dần lập được một bản lớn. Số lượng người trong làng không nhiều, việc chọn lựa đối tượng để hôn phối vì vậy cũng vô cùng nghèo nàn, đôi khi không tránh được sự trùng lập về huyết thống. Nếu không thể tìm được những cô gái bên ngoài đưa về làm vợ, con trai trong làng có thể phải lấy chị hoặc là em họ của mình. Với người làng Ẩn, điều này là phổ biến, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Trong suốt hơn 100 năm qua,
Số lượng những cô gái ở nơi khác bị bắt về làm dâu làng ẩn, nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít cũng không ít. Nhưng để thành công trót lọt đưa một người về làng là cả một quá trình gian nan vất vả. Người con trai khi tiến hành bắt vợ buộc phải hành động một mình, không có người giúp sức. Từ chuyện đi lại sao cho thông thuộc đường đi lối về, cho đến việc tìm được cô gái thích hợp, rồi lên kế hoạch cướp đối phương, sao cho thần không biết quỷ không hay. Sau đó một mạch đưa cô ta về, mà không được phép để lại dấu vết gì để người nhà của cô gái đuổi theo, nhằm đảm bảo an toàn cho làng và cho chính người đi cướp vợ. Về việc tại sao làng lại đặt ra cái quy định khi cướp vợ chỉ được hành động một mình, bởi hai lý do. Lý do đầu tiên được cho là việc đi một mình sẽ chứng tỏ được sự mưu trí và gan dạ của người con trai. Nhưng lý do thứ hai mới là quan trọng hơn. Trước đây trong làng đã có một sự việc hy hữu xảy ra khi đám con trai cùng nhau đi cướp vợ. Số là sau khi bắt được cô gái, nội bộ của đám trai làng đã có sự chia rẽ. Ai cũng muốn có được người con gái nọ, cho nên xảy ra ẩu đả. Lúc đi có ba người thì khi về chỉ có một. Sau cái lần sự việc tranh giành đó, làng đã ra quy định mới. Đó là khi bắt vợ chỉ được phép hành động một mình. Có khi trong suốt nhiều năm liền, trai làng không thể bắt nổi vợ. Những gia đình có con trai đến tuổi cập kê phải tìm cách xuống núi, móc ngoặc với bọn buôn người để mua dâu. Dĩ nhiên, những trường hợp đó không tính là hoàn thành tục lệ của làng. Vì thế dù người con trai có mua được vợ, cũng không được làm lễ cấp sắc. Nói như vậy để biết rằng, việc bắt vợ không phải là dễ và cũng không phải ai cũng làm được. Ở nơi rừng thiên nước độc này, đặc biệt là với làng ẩn, việc ra khỏi làng đã khó, việc đưa người về còn khó gấp bội. Chưa kể đường đi gian nan hiểm trở, có người ngã xuống vực sâu, có người lạc lối trong rừng thẳm, mãi mãi không tìm được lối về. Mà việc trai làng bị người bộ tộc khác đánh chết trong quá trình bắt vợ cũng không phải là không có. Chính vì sự khó khăn đó, cho nên khi con trai trưởng của làng là cậu Bang thành công đem về một cô gái, khiến cho dân làng không khỏi vui mừng và thán phục. Người ta mở tiệc tưng bừng, ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Mấy năm nay làng ta mới có người bắt được vợ, chuyện này quá thật là đáng mừng. Nào, mọi người hãy uống đi, uống cho thật say, chúc mừng cho làng ẩn ngày mai sẽ có thêm một nóc nhà. Giống nồi của người ẩn sẽ mãi được nối dài thêm. Lời nói của một già làng cất lên, mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc tụng lại vang lên không ngớt. Dù thịt được đem đến nhiều hơn, đồ ăn thức uống chất cao như núi, tất cả đều cùng hân hoan hỉ hả. Trái ngược với khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt đó, ở một nơi tăm tối khác, nằm trong cánh rừng âm u, cách làng khá xa, một toán con trai đang tụ tập dưới gốc cây sồi già. Hình như bọn họ vừa bắt được một món hời, cho nên nói cười vô cùng phấn khích. Tiếng động khiến cho đám chim cú đi ăn đêm cũng phải sợ hãi, bay vút lên cao. Tuy nhiên, khi lắng tai nghe cho kỹ, thì trong đám người đó hình như có cả phụ nữ. Đó là giọng nói của một người đàn bà trẻ, giọng nói vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Tránh ra, đừng động vào tao, cút đi, đồ quỷ dữ. Chúng mày mau cút hết đi, nếu không ta sẽ đi bắt trưởng làng, chúng mày sẽ phải chịu tội. Đám trai làng bật cười khanh khách, một đứa cất giọng lè nhè. Ông ấy còn đang bận đón con dâu mới, hơi đâu mà để ý tới mày chứ. Ngoan ngoãn chịu bọn tao đi, thằng chồng mày chết lâu rồi, mày không thấy trống vắng hay sao? Để bọn tao giúp mày vui vẻ. Nói xong,
Đám con trai cười lên hô hố. Đứa nào đứa nấy hơi men nồng nặc. Bọn chúng áp sát người cô gái, đứa giữ tay chân, đứa sợ soạn khắp nơi. Chiếc áo của thị nhanh chóng bị xé toạc. Trong đêm tối, mắt của những gã đàn ông bị dục vọng xâm chiếm phút chốc trở nên tinh tường hơn loài cầm thú. Phần da thịt đàn bà lộ ra dưới ánh trăng nõn nà và gợi dục, khiêu kích đám đàn ông lên cơn khát tình như loài hổ đối đang rình mồi. Chúng nhạo vào cô gái, đưa những ngón tay thô kịch khám phá khắp nơi. Cô từ dây! Tiếng người đàn bà kêu lên trong tuyệt vọng. Mau, nhét dễ vô miệng nó, đừng để cho nó la lên. Ngay lập tức, một thằng cuộn cái phần áo rách thành nùi nhét vào miệng cô gái, ngăn không cho cô gào thét. Những âm thanh soàn soạt của quần áo bị xé rách lại tiếp tục vang lên, hòa cùng tiếng cười phấn khích của đám thanh niên. Bọn chúng thay nhau vui vẻ trên thân xác cô gái tội nghiệp, mà không hề biết rằng ở đằng sau, phía xa xa, khuất sau một gốc cây lớn, có một cặp mắt sáng quắc đang nhìn về phía chúng. Bình minh ló dạng, khoác trên mình bộ cánh bồng bềnh của sương sớm, điểm xuyết những sợi nắng hồng nhạt len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tán lá rừng, xua đi phần nào cái sự âm u lạnh lẽo của màn đêm. Tại nhà của trưởng làng A Phổ, đống lửa trước sân đã tắt hẳn. Quanh đó, những con người đứng ngồi lố nhố. Nhiều kẻ uống quá say đã nằm luôn trên nền đất mà ngủ đi. Tiếng ngáy phò phò âm vang như người ta kéo gỗ. Tiệc tàn, những người phụ nữ bắt đầu công cuộc dọn dẹp một cách cần mẫn, như những con ong chăm chỉ, trong khi đám đàn ông lảo đảo ra suối rửa mặt hoặc làm thêm vài cúc trụ cho đỡ thòm thèm, mặc dù đêm qua đã uống hết không biết bao nhiêu chum vậy. Tại làng ẩn, địa vị của người đàn ông vẫn được xem trọng hơn phụ nữ. Lý do là bởi vì hầu hết các công việc nặng nhọc như làm bẫy, đi rừng, xuống núi trao đổi hàng hóa đều do đàn ông đảm nhiệm. Người phụ nữ chỉ quanh quẩn trong làng làm nương, dệt vải, chăn nuôi, nên mọi việc lớn nhỏ đều phải nghe lời của đàn ông. Nói thì nói vậy, nhưng trong làng không hẳn là không có ngoại lệ. Ví dụ như nhà ông bà Sẩu, thì cả thôn bản ai cũng biết. Ông Sẩu nghe lời vợ răm rắp, bởi chỉ cần ông hó hé cãi bà, thì lập tức nguyên ngày hôm ấy, cả làng phải nghe bà chửi. Ai cũng phải công nhận và phục lăng cái tài chửi của bà, bởi bà có thể chửi mấy giờ liền không biết mệt. Có chăng là những người xung quanh mệt thay bà, khát nước và đau cổ họng thay cho bà. Giữa lúc đám phụ nữ đang lúi húi quét dọn, đem son nồi đi rửa, bà Sẩu từ đâu chạy tới, dơ mặt từng người, rồi hỏi với giọng lo lắng: "Có ai thấy lão Sẩu nhà tôi không?" Hầu hết mọi người đều né tránh, không muốn tiếp chuyện bà Sẩu. Nhưng có người tốt bụng, thấy bộ dạng hớt hải của bà, liền hất cằm về một phía, mà nói: "Ở đằng kia kìa." Bà Sẩu nhanh chóng nhận ra chồng mình đang nằm sai khước trên hiên nhà trưởng làng, thì chạy tới lay gọi: "Nè, dậy, dậy đi, dậy mau." Ông Sẩu bị men rượu làm cho đầu óc mụ mị, vẫn chưa thể thức tỉnh, nhưng lại bị giọng nói của vợ như đàn ruồi nhặn vo ve bên tai đến khó chịu. Ông cố gắng xua tay vài cái rồi nhắm mắt nằm im thinh thích. Bà Sẩu không chịu đầu hàng, tiếp tục dùng hết sức mà lay: "Dậy đi, dậy đi tìm con nương về cho tôi. Cái con đĩ đó, coi chừng nó đang ve vãn trại làng ở đâu đó. Nhanh lên, dậy đi tìm nó cho tôi." Nương là con dâu của ông bà Sẩu, được bà Sẩu mua lại từ một tay buôn người ở dưới đồng bằng. Lúc mới đến làng, nương mới chỉ 13, người ngợm khẳng khiu gầy gò, lại đen đúa nơm không được sinh gái.
ấy vậy mà bà Sẩu đã mất cả một con bò để đổi lấy nương. Vì lẽ đó mà về sau này, bà luôn coi nương như một món hàng, bắt cô làm việc quần quật ngày đêm để kéo lại vốn là con bò đã mất cho tay buôn người. Đã 10 năm kể từ ngày nương về làm dâu, đứa bé đen đúa ngày nào trổ mã thành một cô nàng xinh đẹp. Tuy không thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng cũng khiến cho đám trai làng phải thầm thương trộm nhớ. Sở dĩ nói như vậy bởi đứa con trai duy nhất của ông bà Sẩu vốn ốm yếu từ nhỏ, sau khi lấy vợ được vài năm đã yểu mệnh lìa đời khi còn chưa kịp để lại giọt máu nào. Nương trở thành quá phụ khiến cho đám trai làng nhấp nhổm không yên. Bà Sẩu cũng từ đó mà càng nghi kỵ, hà khắc với con dâu. Không những ngờ vực nương đi hữu hóa ở bên ngoài, bà còn lo sợ cô quyến rũ chồng bà, cho nên lúc nào cũng canh chừng cô từng ly từng tí. Thấy chồng nằm im như khúc gỗ, bà Sẩu càng sốt ruột lẫn điên tiết. Bà lấy móng tay bấm vào tay chồng, kéo ngược lên trên, kèm theo những lời đai nghiến: "Có vậy không thì báo, cái đồ chết tiệt, tôi cho ông biết tay." Lão Sẩu đau quá, giữa lúc mơ màng lại bị quấy rối, liền vung tay tung hất một cái theo phản xạ tự vệ, khiến cho mụ Sẩu ngã nhào từ trên bậc thềm, lăn lông lóc mấy vòng xuống dưới sân. Mụ đau đớn quằn quại trên nền đất, nhưng miệng vẫn không ngớt la bài hải lịch: "Chết tôi rồi, chết tôi rồi, lão Sẩu giết tôi rồi." Mọi người nghe bà Sẩu kêu cứu liền chạy tới, nhưng không ai đỡ bà dậy, bởi rất sợ cái thối ăn vạ của bà. Nhìn lên hiên nhà trưởng làng, thấy lão Sẩu đã tỉnh lại, nhưng mặt vẫn còn ngơ ngác chưa biết mình vừa gây ra chuyện gì. Mất một lúc, lão mới định thần, mới phát hiện ra mụ vợ đang nằm trên rỉ trên sân, thì hoảng hồn chạy xuống, nâng đầu mụ mà than: Trời ơi là trời, sao bà lại ra nông nỗi này? Ai đã đánh bà? Tôi tính sổ với nó." Mụ Sẩu đau tới phát khóc, nhưng vẫn nghiến răng trèo trẹo, chỉ vào mặt chồng: "Là cái thằng chết tiệt nhà ông đó. Ôi cha, cái lưng của tôi." Lão Sẩu tái mặt khi nghe vợ nói. Trong lúc những người xung quanh bậm miệng cười, thì lão đánh trống lảng: Mau gọi cái cán đem lại giúp tôi. Phải đưa bãi đi thầy Lan, kéo không xong đó." Một lát sau, có hai thanh niên đem cán tới. Cán được làm bằng tre nứa, bên trên có phủ vải bông. Nhưng mụ Sẩu nằm kiểu gì cũng thấy đau, nhất là khi đi qua những nơi gập ghềnh. Chiếc cán khiêng mụ đi khuất hẳn, nhưng cái giọng la chối tai của mụ thì vẫn còn vọng lại, khiến cho ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi đó, ở trong rừng, dưới gốc cây sồi già bên cạnh dòng suối nhỏ, đám thanh niên say rượu hồi đêm cũng lần lượt tỉnh giấc. Bọn chúng dụi mắt nhìn quanh một hồi, rồi bỗng la lớn: Con nương đâu rồi tụi bay?" Bây giờ tất cả đều bàng hoàng và hốt hoảng. Chúng nhận ra cô gái bị cả bọn làm nhục đêm qua đã biến mất rồi, và người mà chúng vừa nhắc tới không ai khác chính là cô con dâu của ông bà Sẩu. Cô gái tội nghiệp hồi đêm trong lúc phụ việc tiệc cưới ở nhà trưởng làng đã bị đám con trai mặt người già thú bắt cóc vào rừng sâu, giở trò sàng bậy. Nếu không thể tìm ra nương và bịt miệng nàng lại, thì mọi tội lỗi của chúng sẽ bị phanh phui. "Mau lên, mau tản ra tìm nó đi, coi chừng nó trở về mách tội chúng ta với trưởng làng thì khốn đó." Sở dĩ tên nào cũng sợ chuyện xấu bị phát giác là bởi làng cũng có quy định nghiêm ngặt, phàm là làm chuyện bại hoại đạo đức, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị phạt roi, hoặc phải nộp vạ cho làng và nộp cho người bị hại. Đám trai làm nhục nương hầu hết là trai chưa vợ. Bình thường chúng chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm cô gái trẻ, hoặc cùng lắm là buông lời bẩn cợt, chứ tuyệt nhiên không dám sổ sàng.
Nếu như không phải bị có chút men trong người thì gan to bằng trời, chúng cũng chẳng dám động tới nương. Nhốn nháo một lúc, có đứa bình tĩnh gom nhóm lại rồi phân tích. Chúng mày hãy khoan hốt hoảng, bây giờ đi tìm con nương sợ cũng là muộn rồi. Biết đâu nó đang ở trước mặt trưởng làng kể tội chúng ta. Anh em mình tương kế tụ kế, cùng nhau phủ trắng cái án này. Ừ, vậy bây giờ tính sao? À, lại đây. Các bọn chụm đầu lại bàn bạc một lúc. Xong xuôi, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hớn hở. Anh Giật đúng là thông minh nha. Nâng anh Giật lên chúng mày. Bốn thằng con trai nhấc bổng gã cầm đầu tên Giật lên coi mặt đất, tung lên rồi hạ xuống, như người ta tung hô chúa tể của mình vậy. Sở dĩ tiếng nói của Giật rất có trọng lượng ở nhóm là bởi hắn là con trai thứ của ông Phổ, vị trưởng làng đáng kính. Tuy nhiên ông Phổ điềm đạm, tốt bụng bao nhiêu thì Giật lại ngỗ ngược càng quấy bấy nhiêu. Không được cha bảo bọc cũng như hậu thuẫn cho những việc làm sai trái, Giật cùng với mấy thanh niên cá biệt trong làng lập thành một nhóm, thường xuyên tụ tập ngấm ngầm nghĩ ra những trò chọc phá, gây nên nhiều mâu thuẫn giữa các hộ gia đình. Không tìm được kẻ đứng sau gây ra sóng gió, khiến cho người làng nghi ngờ, hiểu lầm, trở mặt nhau. Đã đến tuổi cập kê, nhưng Giật không buồn đi tìm bạn đời. Hắn thích lang thang trêu chọc những cô gái mới lớn hơn là bó buộc cuộc đời của mình trong hai chữ trách nhiệm và gia đình. Chuyện quấy rối nương hồi đêm, chủ ý ban đầu cũng là của Giật. Giờ đây khi đứng trước nguy cơ bị tố giác và phải chịu tội với làng, trái với sự lo sợ của những người còn lại, Giật tỏ ra khôn ngoan hơn hẳn. Con nương cũng đâu phải là gái tân, cho dù nó có đi báo cho làng biết chuyện bị chúng ta làm nhục thì cũng chẳng có ai tin. Mà nếu có tin đi nữa thì lấy đâu ra bằng chứng? Chỉ cần tất cả nhất quyết không nhận thì nó chẳng làm được cái gì hết. Cả đám gật gù cho là phải. Đối với làng Ẩn, trọng nam khinh nữ là một hiện thực không thể chối bỏ. Sống giữa hoàn cảnh khắc nghiệt của rừng già, người ta cần sức mạnh của cơ bắp hơn là sự tỉ mỉ nhẹ nhàng của phụ nữ. Hơn nữa đàn bà một khi đi lấy chồng là sẽ ở nhà chồng, phục vụ gia đình chồng. Nhà đẻ mất người, đổi lại chỉ được 5 túng thóc, 10 sắp vải và 20 bó củi lớn để đốt đến hết mùa mà thôi. Đó là khi lấy gái làng. Còn nếu phải mua vợ dưới núi, nhà trai có thể mất nhiều hơn thế. Nhưng giá cả không đồng nghĩa với giá trị. Thậm chí nếu giá phải trả càng đắt thì cô gái lấy về nhà chồng sẽ càng cực khổ. Với trai làng Ẩn, đàn bà chỉ như một món hàng, hoặc cùng lắm là công cụ duy trì nội giống. Tiếng nói hầu như không có trọng lượng. Vì lẽ đó, thằng Giật tin rằng mọi lời tố cáo của nương về hành động đốn mặt của bọn chúng trước dân làng sẽ chỉ như gió thoảng mây bay. Nương vốn không phải gái làng, chồng lại mất sớm, cha mẹ chồng thì khỏi bàn. Ông bà Sáu vốn dĩ đã rất khắc nghiệt với con dâu nên không bao giờ đứng ra che chở cho nàng. Không có gia đình chống lưng, một mình nàng thân cô thế cô ở nơi rừng thiên đức độc này thật chẳng dễ dàng gì. Bên báo kéo nhau trở về làng sau khi làm trò hạ tiện, nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị người của ông Phổ dẫn về ngôi nhà lớn để xử lý. Nhưng đám thằng Giật không ngờ suốt cả ngày hôm đó và cả hôm sau nữa đều chẳng mảy may thấy ông Phổ đá động gì tới chuyện đó. Thằng Giật mừng thầm, cho rằng nương biết điều nên đã không tố cáo bọn chúng với ông Phổ. Cẩn tắc vô ấy nấy, thằng Giật nhân cơ hội này tỏ ra ngoan ngoãn, lấy lòng người cha già, để mong rằng nếu lỡ sau này sự việc có bị phát giác, ông Phổ cũng sẽ đứng về phía hắn. Nhìn về căn buồng nơi nhốt cô dâu mới, Giật chậm chậm bước tới, hé mắt nhìn vào bên trong qua một khe hở nhỏ trên vách. Tình thực, nhan sắc của cô dâu mới cho tới giờ này vẫn còn là điều bí mật. Ngoài người anh trai của Giật, tức là Bang,
và ông bà Phổ ra thì chưa có một ai được thấy mặt cô dâu. Theo tục lệ của làng Ẩn, sau một tháng ở nhà chồng, cô dâu bị bắt về mới được phép ra khỏi buồng. Và sau khi mang thai đứa con đầu tiên, mẹ chồng sẽ giúp cô ta làm quen với những công việc bình thường như bao phụ nữ khác trong làng, như là ra suối lấy nước, giặt đồ, lên rẫy, vào rừng hái lượm và nhặt củi. Tục lệ này đảm bảo cô dâu mới sẽ không bỏ trốn. Giọng nói của ông Phổ ngay phía sau khiến cho Giật giật mình. Hắn gãi đầu cười cười. Chà làm gì? Tao hỏi mày mới đúng đó. Mày tính làm gì? Con có làm gì đâu, chỉ tò mò cái dung nhan của chị dâu chút thôi. Ở đây không có việc của mày, mau theo anh mày vô rừng đặt bẫy đi. Giật chỉ chờ có thế, hắn vội cúi người lĩnh ra ngoài, không dám quay đầu lại. Hai ngày trôi đi trong yên bình. Tuy nhiên tới ngày thứ ba thì xảy ra chuyện. Trưởng làng à. Ông Phổ bước ra ngoài hiên thì thấy ông Sẩu. Người đàn ông khúm núm đứng dưới sân, ngước mắt lên nhìn trưởng làng mà cầu cứu. Có chuyện gì sao ông Sẩu? Dạ, con dâu tôi, con nương đó, đã ba ngày nay không thấy nó về, sợ rằng xảy ra chuyện gì rồi. Nhờ trưởng làng cho người đi tìm giúp chứ. Ông Phổ nghe tin đó thì vội chạy xuống sân, tới trước mặt ông Sẩu để hỏi cho rõ. Ông nói sao? Con nương không về hả? Ông bà đã tìm kỹ chưa? Có khi nào nó vào rừng lấy củi chưa về thì sao? Lấy củi cũng đi trong ngày chứ, làm sao mà đi qua đêm được? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Sắc mặt ông Phổ tái đi thấy rõ. Chuyện cô dâu bỏ trốn không phải là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên là một người sinh ra ở làng, ông Phổ khẳng định những người đàn bà muốn ra khỏi đây chỉ có thể cầm chắc cái chết. Ở chốn hoang vu quanh năm mây phủ này, ngay cả đàn ông muốn xuống núi cũng phải theo chân người lớn từ lúc nhỏ, học thành thạo các kỹ năng băng rừng vượt núi, ứng phó với thú dữ, đặc biệt là đánh dấu đường đi để cho không bị lạc. Đã thành một cái lệ, chỉ có đàn ông mới được dạy những điều trên nhằm phục vụ cho việc đi lại trao đổi hàng hóa. Còn đàn bà ngày qua ngày chỉ có thể ở trong làng mà thôi. Trước đây làng Ẩn từng có cô dâu bỏ trốn, nhưng khi người ta đi tìm thì chỉ nhặt được một phần thi thể. Cô gái đó đã chết dưới nanh vuốt của hổ đói, thân xác chẳng còn nguyên vẹn. Trường hợp nọ đã trở thành cái gương điển hình dập tắt ý định bỏ làng của bất kỳ người đàn bà nào. Giờ chẳng lẽ lịch sử lặp lại sao? Ông Phổ đăm chiêu nghĩ ngợi. Ông lo rằng rất có thể nương cũng đã bỏ trốn như cô gái năm đó. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa sự sống của cô ta vô cùng mong manh. Không chết vì hổ đói, cô cũng sẽ lạc đường, đói khát, kiệt sức mà vong mạng. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Phổ lập tức gọi thêm mấy người thanh niên nữa, chuẩn bị lên đường đi tìm người. Tuy nhiên khởi hành chưa được bao xa, ông bị gọi quay ngược trở lại vì một việc còn nghiêm trọng hơn. Bác Phổ à, nguy rồi, có chuyện lớn rồi. Ông Phổ nhìn thấy sắc mặt xám ngoét của người tới báo tin thì trong thâm tâm dấy lên một dự cảm không lành. Có chuyện gì vậy cậu Hân? Người thanh niên tên Hấn vì chạy theo ông một quãng đường dài, cho nên lúc này chỉ có thể thở hồng hộc mà nói bằng giọng đứt quãng. Bác mau về làng đi, có chuyện rồi. Ông Phổ lúc này đang hồi hộp, lại bị lời nói không đầu không cuối của cậu Hấn làm cho rối trí. Tuy nhiên thấy bộ dạng hốt hoảng lại mướt mát mồ hôi của cậu ta, cũng không nỡ nạt, chỉ cố trấn an. Cậu bình tĩnh đi, hít thở sâu rồi nói cho tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu Hớn hít thở thật sâu vài cái, đứng thẳng người lên, rồi cố nói một hơi. Dạ, Tượng Thanh Long Đại Vương đột
đổ huyết lệ. Sợ rằng làng ta sắp gặp đại họa giáng xuống. Bắt bảo vệ mà xem đi, mọi người đang tụ tập trong đền đông lắm. Ông Phổ rụng rời chân tay, chẳng kịp suy nghĩ gì, liền bỏ ngang cuộc tìm kiếm người đàn bà mất tích, tức tốc quay trở về làng. Sở dĩ ông vội vàng như vậy là có nguyên do của nó. Làng ẩn tồn tại được trong lòng núi hoang sơ bình yên qua hơn trăm năm là bởi dân làng đều tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt của tổ tông đặt ra. Một khi nguyên tắc bị phá vỡ, làng sẽ rơi vào nguy hiểm. Một trong những nguyên tắc được con cháu ghi nhớ và truyền lại từ đời này sang đời khác, đó là phải bảo vệ được tượng Thanh Long Đại Vương và hòn đá trấn yểm long mạch của làng. Nếu một trong hai thứ đó bị xâm phạm, hậu quả sẽ rất nặng nề. Tương truyền rằng, vào những năm tháng binh biến hơn 100 năm về trước, vị thủ lĩnh đầu tiên của làng cùng với vài người đồng hành chạy loạn tới ngọn núi này. Vì quá mệt mỏi mà ngủ gục dưới một gốc cây cổ thụ già cạnh con suối nhỏ. Người này trong mơ nhìn thấy một con rồng xanh nằm uống mình ngay bên cạnh gốc cây, cách mấy người chạy loạn một khoảng không xa. Lúc tỉnh dậy, ông ta cho rằng đó là điềm báo dừng chân. Lại nhìn sang bên cạnh, thấy một dòng suối nước chảy róc rách. Nhưng ở giữa dòng lại có một tảng đá lớn chắn ngang, khiến cho nước bị ướn lại và tỏa đi nhiều hướng khác nhau. Ông nghĩ ngay đến con rồng xanh đêm qua nằm tại đây, liền cho là thần báo mộng. Vị thần rồng bị tảng đá đè lên, không thể cất mình bay lên, đành nằm yên ở nơi này chờ người tới cứu. Ông liền lập tức cùng với mấy người anh em dùng kiếm và những vật dụng tự chế hò vô đẩy tảng đá lên bờ, khơi thông dòng chảy đi. Tảng đá vừa rơi đi, nước liền ồ ạt đổ về, kéo theo tôm cá nhiều vô số kể. Những người chạy nạn nhờ đó mà qua cơn đói khát. Chưa hết, vị trí nơi tảng đá nằm trước đó để lộ ra một thanh kim loại, mà khi rửa sạch liền hóa thành thanh bảo kiếm. Vị thủ lĩnh sau đó quyết định chọn nơi đây làm đất cắm dùi, từ đó mà sinh ra làng ẩn. Khi người này chết đi, dân làng đã lập đền thờ ngay bên cạnh bờ suối, liền kề với tảng đá năm nào, để tưởng nhớ công ơn lập làng của ông, đồng thời tôn thờ ông là Thanh Long Đại Vương, thờ cúng như một vị thần. Nhiều năm về trước, tượng Thanh Long Đại Vương từng đổ huyết lệ rồi. Sau đó, làng liền gặp phải bệnh dịch nghiêm trọng. Quá nửa số dân làng đã không qua khỏi. May mắn là đám hậu sinh tìm ra được nguyên nhân và sửa chữa kịp thời. Nếu không có lẽ làng ẩn đã chẳng còn tồn tại. Ông Phổ khi đó còn là một đứa trẻ, phúc lớn mạng lớn, nên ông qua được ải tử năm đó. Nhưng cha mẹ và tất cả anh em của ông thì tuyệt không còn một ai. Dịch bệnh cướp đi nhiều sinh mạng. Số người trong làng vốn ít, sau dịch lại càng ít hơn. Cuối cùng điều tra nguyên nhân mới biết căn bệnh khủng khiếp năm đó là do một người xuống núi mắc phải, rồi đem về lây nhiễm cho cả làng. Trùng hợp là có người phát hiện ra cũng trong khoảng thời gian đó, đền thờ Thanh Long Đại Vương bị một kẻ nào đó phá hoại. Hắn lẻn vào trong đền định trộm thanh kiếm cắm ở trên tảng đá lớn giữa đền. Nhưng thanh kiếm cắm sâu và chắc, hắn không thể rút ra, cho nên liền cậy một viên ngọc nạm trên chuôi kiếm đem về đồng bằng để bán, đổi lấy gạo và nhiều thứ lương thực khác. Vị trưởng làng đương nhiệm với đích thân xuống núi tìm và chuộc lại ngọc, đem trả lại cho điện thờ. Thần kỳ thay, sau khi ngọc đính vào vị trí cũ không lâu thì dịch bệnh được khống chế và dần được đẩy lùi. Sự việc kinh hoàng năm nào đã dạy cho đám con cháu làng ẩn một bài học đắt giá về lòng tham và sự bất kính với đấng bề trên sẽ phải nhận hậu quả vô cùng thảm khốc. Cũng bắt đầu từ khi đó, làng ẩn ngày một sùng bái Thanh Long Đại Vương. Trong đền vì vậy mà quanh năm hương khói nghi ngút, bất kể là ngày thường hay ngày lễ, mùng một hay là ngày rằm. Trôi đi mấy chục năm,
tượng Thanh Long Đại Vương nay bất ngờ một lần nữa đổ huyết lệ, báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp ập xuống đầu con cháu làng Ẩn. Ký ức kinh hoàng về dịch bệnh hoành hành lại ùa về trong tâm trí của vị trưởng làng đáng kính. Bước vào trong đền, cũng như tất cả mọi người dân có mặt, ông Phổ run rẩy khi tận mắt chứng kiến những gì cậu Hấn nói. Quả nhiên, ở hai hốc mắt của vị thần bảo hộ cho bản làng này đã chảy xuống hai dòng máu đỏ. Thái dương ông Phổ giật lên liên hồi, ông bước chật trở lùi về sau như sắp quỵ ngã đi. Chuyện này là sao đây? A Bang, con trai của ông Phổ, lại gần cha mình nói: con đã kiểm tra kỹ rồi, tượng thần cũng như ngôi đền không có gì thay đổi. Con đảm bảo không có ai dám làm điều bậy bạ ở đây. Như chưa tin lời con trai nói, ông Phổ đích thân xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, từ tượng Thanh Long Đại Vương cho đến ban thờ, bát hương, tảng đá và cả vị thần rồng chạm trổ trên bức tượng phía sau bức tượng. Tuy nhiên có vẻ đúng như lời A Bang nói, mọi thứ trong đền đều nguyên vẹn, không một ly suy xuyển. Vậy bức tượng bỗng dưng đổ lệ là hà cớ làm sao? Bước ra khỏi đền, ông Phổ và tất cả người dân trong bản làng vô cùng hoang mang. Khỏi phải nói, ai nấy cũng đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi không nói được thành lời. Ký ức đáng sợ lại ùa về trong tâm trí những người còn sống sót qua trận dịch bệnh năm nào. Bác Phổ à, như vậy là sao? Tượng Thanh Long Đại Vương đổ lệ, tìm báo tai họa sắp giáng xuống làng. Bác mau nghĩ cách gì đi chứ. Trước sự lo lắng của dân làng, ông Phổ cau mày đáp: mọi người cũng thấy rồi đó, đền thờ không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn được bảo toàn. Giả lại tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, việc này quá thật chẳng biết giải thích làm sao. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ tai họa giáng xuống sao? Mọi người còn đang lao sao thì có một người đàn bà rẽ lối đi vào. Tất cả khi nhìn thấy bà ấy liền cúi rạp người kính cẩn nhường đường. Mò tứ tới rồi. Người bước vào trong đền là bà Mò Tứ, một người được cả làng nể trọng, ngay cả ông Phổ cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy Mò Tứ, ông Phổ lập tức cúi đầu chào: cụ tới rồi, nhờ cụ xem giúp tại sao tượng Đại Vương lại đổ lệ như thế kia. Bà Mò chậm chậm đi vào quanh đền, đôi mắt mờ đục nhắm nghiền, đôi tai hua lên không trung như đang cảm nhận điều gì đó. Máu, mọi người có thấy mùi tanh của máu hay không? Tại sao trong đền lại có mùi ô uế này? Ông Phổ, có ai đã giết chóc trong này hay sao? Nghe Mò Tứ nói, ai nấy đều bàng hoàng. Chuyện giết mổ là điều cấm kỵ ở bất cứ một nơi linh thiêng nào. Đó là điều mà ai cũng biết, sao có thể phạm phải chứ? Ông Phổ cùng mấy người già làm theo bà Tứ, đi từng ngóc ngách trong đền để kiểm tra. Tuy nhiên trái ngược với bà Mo, họ chẳng hề cảm nhận được gì. Cụ Tứ sờ tay lên tảng đá lớn nằm giữa đền, rồi bất giác rụt tay lại, như thể người ta vừa chạm phải than hồng. Nóng quá. Ông Phổ à, không xong rồi. Có ai đó đã phạm vào điều cấm ở nơi này. Thần linh đang nổi giận, hãy mau chóng làm lễ tạ tội, nếu không cả làng sẽ nhận hậu quả khôn lường đó. Ông Phổ vừa nghe vậy thì gấp gáp quay về phía người làng mà nói: được rồi, mọi người về nhà chuẩn bị đi. Gọi tất cả con cháu tập trung ở ngôi nhà lớn, chúng ta cùng nhau đồ xôi giết lợn, làm một cái lễ thật to
tới trước đền cung thế. Hy vọng việc này sẽ giúp cho thần linh nguôi cơn giận dữ, giảm nhẹ tai bạ cho làng. Mọi người nghe lời ông Phổ nói đều nhất loạt đồng tình, ai nấy vội vã trở về cùng chuẩn bị. Nhà lớn vốn là nơi hội họp của toàn bộ dân làng mỗi khi lễ Tết hoặc có sự kiện gì quan trọng. Đã thành lệ, chỉ cần nghe tiếng kẽn chống lên thì tất cả mọi người ai nấy đều tạm gác lại công việc, cùng nhau đổ về, tập trung trước sân của ngôi nhà lớn. Chẳng mấy chốc, tại ngôi nhà lớn đang nghe tiếng lợn kêu lên en ét, gà kêu quang quát, người ý ới gọi nhau. Mỗi người một việc, người đi cắt lá chuối đi gói bánh, người ngâm gạo đồ xôi, người chọc tiết lợn, người bắt bếp lửa nấu nước. Mới đầu tháng chạp, nhưng nhìn khung cảnh náo nhiệt này cũng chẳng khác Tết là bao. Chỉ có điều thay vì hân hoan phấn khởi, thì trong lòng ai nấy cũng đều nặng trĩu âu lo. Ngay cả ông bà Sẩu, mới đây còn sốt sắng về chuyện con dâu mất tích, thì giờ đây cũng phải tạm gác lo lắng cá nhân sang một bên. Ông bà cũng hòa vào nỗi niềm chung của toàn thể dân làng. Ngồi co cụm tại một nơi vắng vẻ, cách xa người làng, bọn thằng Giật vừa lấm lét nhìn quanh, vừa nói: Nghe đồn con nương mấy ngày nay không về nhà, ông bà Sáu đang đi tìm khắp nơi đó. Thằng Giật nhếch mép: Nếu nó đi chết luôn thì càng tốt, sẽ chẳng ai cùi chuyện của chúng ta ra nữa. Anh Giật à, như vậy thì ác quá, một mạng người đó. Mày tiếc một mạng người sao? Hay là tiếc đứa con gái đẹp đó? Bộ tối hôm đó chén nó chưa đã hay sao? Thằng kia cúi mặt không nói thêm gì nữa. Thật lòng bây giờ nó đang cảm thấy hối hận vì đã hùa vào với thằng Giật mà làm nhục nương. Chẳng qua đêm ấy có chút hơi men trong người, không làm chủ được bản thân, chứ bình thường chắc có cho tiền nó cũng không dám làm điều đó. Dù chơi trong nhóm của Giật, nhưng thằng này có vẻ là đứa nhút nhát nhất. Nó thường xuyên khuyên Giật mỗi khi gã bài trò chọc phá quá đà. Giật bổ vai, vừa an ủi vừa khích bác đàn em: Mày đớn quá tính à, ra dáng đàn ông tao coi. Đàn bà ở cái làng này chỉ là cỏ rác, bớt đi một đứa cũng chẳng là cái gì. Qua Tết anh em mình xuống núi vui chơi, con gái dễ nhiều vô số kể, tha hồ mà chọn. Mày cũng biết rồi còn gì. Những đứa khác còn lại đều nhe hàm răng ám khối thuốc vàng khè ra mà cười khả ố. Trong khi đó, ánh mắt thằng Giật bỗng liếc nhìn về ngôi nhà của gã, nơi có căn buồng đang nhốt người chị dâu mới bắt về. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười gian xảo. Cơn mưa rào bất chợt ập tới, dù đã bước sang đầu tháng chạp, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Bếp lửa ngoài trời đã tắt ngúm từ lâu. Tất cả họ nhau di chuyển mọi thứ vào trong căn nhà lớn. Sau khi ổn định lại, người nào người nấy lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Con lợn rừng đã được gã đồ tể làm lông sạch sẽ, vừa được mang từ dưới suối về. Dưới bụng bị rạch một đường, bên trong môi hết ruột gan, sau đó nhét đầy lá và quả mốc mật đã được đun sôi giã nhuyễn cùng với muối trắng vào. Người ta cố tình chà xát thật mạnh cả bên trong và bên ngoài của con lợn bằng thứ hỗn hợp đó, để một lát nữa, khi con lợn được làm chín, sẽ có mùi thơm vô cùng đặc trưng. Tinh tươm đâu đó, phần bụng lợn cũng được khâu kín lại. A Bang ngồi cạnh cái nia đựng con lợn. Anh đang chăm chú trộn thứ gì đó màu nâu vàng, bốc mùi thơm ngọt trong cái bát chiếc yêu. Lại dùng một cái chổi nhỏ cỡ ba ngón tay nhúng vào đó, rồi quét thật đều lên toàn thân con vật, để ướp khoảng 1/4 canh giờ. Thứ hỗn hợp đặc sánh màu vàng bắt mắt ấy chính là mật ong trộn với giấm. Canh cho đủ thời gian, A Bang cùng một người nữa dùng một chiếc gậy đâm dọc theo mình lợn, sau đó bắt lên bếp than. Vừa quay, A Bang vừa thường xuyên quết mật ong giấm lên da lợn, để khi chín, phần da ấy vừa giòn vừa lên màu đẹp mắt.
Nhìn ra ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Trái lại, có phần càng lúc càng dữ dội hơn. Tiếng sấm chớp đì đùng, mây đen vần vũ che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời, khiến cho rừng núi vốn đã âm u nay càng thêm rợn ngợp. Chứng kiến cảnh này, ông Phổ bất giác thở dài. Chưa bao giờ trời đổ mưa to đến thế khi mà đã vào đông. Ông biết rằng trận mưa ấy chỉ là màn mở đầu cho cơn thịnh nộ đang giáng xuống làng của các đấng thần linh. Ông Phổ à, tôi vừa gieo được một quẻ xấu là địa lôi phục. Sợ rằng làng ta sắp có chia rẽ. Ông Phổ quay lại. Đằng sau ông, bà Mò Tứ đã ở đó từ lúc nào. Bà nhìn ông bằng ánh mắt đã mờ đục, đôi chân run run tiến lại gần cửa sổ, chỉ ra màn mưa trắng xóa. Bà thở hắt ra. Ngoài núi lại có thêm núi nữa, núi cao lại tiếp núi cao. Là một người thông minh, ông Phổ liền hiểu ngay ra ý của bà cụ là gì. Thưa cụ, ý cụ là làng ta có kẻ phản bội sao? Mò Tứ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cái gật đầu khẽ khàng ấy lại vô tình quăng vào lòng ông Phổ một hòn đá tảng to đùng. Bà cụ Tứ là người có khả năng bấm quẻ duy nhất ở trong làng. Theo như cách gọi của các thổ dân miền đồng rừng thì bà là một thầy mo chính hiệu. Còn theo cách nói của người miền xuôi, bà là một phu sư. Dân làng ẩn vô cùng nể trọng bà cụ Tứ. Với họ, bà chính là cầu nối giữa dân làng và các đấng thần linh. Trong tất cả các buổi lễ, bà sẽ thay mặt toàn thể con dân thực hiện các nghi thức kết nối với thế giới bên kia. Còn phàm là nhà ai có ma chay cưới hỏi hoặc mở tiệc đón thành viên mới, người dân đều đến gieo quẻ và nhờ bà tìm cho ngày tốt để mà tổ chức. Cũng giống như ông Phổ, Mò Tứ rơi vào cảnh neo đơn quá bụa vào cái năm dịch bệnh hoành hành, cướp đi quá nửa nhân mạng trong làng. Chồng con bà chết không còn một ai. Từ đó bà ở dậy một mình, không đi thêm bước nữa. Mặc dù ở trong làng cũng từng có người ướm hỏi. Bây giờ, ở cái tuổi bát tuần, bà Tứ vẫn chỉ có một mình, ngày qua tháng lại, ra vào trong ngôi nhà cô đơn trống trải. Làm bạn với bà chỉ có mấy con mèo rừng đã được thuần hóa và đám chim chóc làm tổ trên cây vả trước nhà mà thôi. Bằng cái giọng thâm trầm, bà Tứ nói: chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Phổ chắc cũng từng nghe tới vòng tràng sinh rồi chứ. Sau khi tới giai đoạn cực thịnh, mọi thứ sẽ dần đi xuống, rồi ở dưới đáy lại từ từ đi lên, theo đúng quy luật sinh trưởng của nó. Làng ta hiện giờ đang ở vị trí nào, chắc ông Phổ cũng đoán được rồi. Một tiếng sấm bỗng đâu rền vang trên nền trời âm u, bí hiểm, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Mò Tứ lặng lẽ quay người bước đi, để lại ông Phổ đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh xám xịt, với vô vàn những thắc mắc, không nói được thành lời. Xế chiều, mọi thứ đồ cúng đã được chuẩn bị xong xuôi. Duy chỉ có điều cơn mưa vẫn xối xả không dứt. Theo chỉ đạo của ông Phổ, đám thanh niên trai tráng mặc áo tươi, bê mâm cổ đã được che phủ bằng lá chuối, sắp thành hàng tiến về phía ngôi đền. Nhìn từ xa y hệt như một đàn kiến tha mồi về tổ. Lễ lạc sau khi được bài biện đầy đủ bên trong đền, ngoài các già làng bước vào thực hiện nghi lễ cúng tế, còn lại đám con cháu buộc phải đứng dầm mưa bên ngoài, bất chấp cái lạnh căm căm. Mọi người có mặt cả rồi chứ? Ông Phổ quay lại hỏi trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Dạ, còn Thiếu. À, Thiếu Hoài. Thiếu cô nương, con dâu của ông bà Sáu,
cùng với một người nữa. Ừ, ai vậy? Ông Phổ nhíu mày. Cô nương mất tích nên không có mặt là chuyện hiển nhiên. Nhưng ngoài cô ấy ra thì ai dám trốn tới đền làm lễ chứ? Từ trước tới nay, một khi làng tổ chức cúng tế tại đền thì từ người già cho đến trẻ con đều không được phép vắng mặt. Điều đó đã trở thành một cái luật bất thành văn để ngầm chứng tỏ lòng thành của hậu sinh làng Ẩn đối với bậc tiền bối cũng như các đấng thần linh. Dạ, đó là bà Ngát. Bà ấy già yếu, trước nay rất hiếm ra khỏi nhà. Ông Phổ thở dài. Đúng là chuyện bất đắc dĩ. Bởi dù là luật lệ đi chăng nữa cũng không thể bắt một bà cụ gần đất xa trời tới quỳ trước đền được. Thôi được rồi, bỏ đi. Nói đoạn, ông quay trở vào trong cùng với các già làng bắt đầu tiến hành buổi lễ. Người ta tận dụng chính hòn đá tảng năm xưa làm chiếc bàn bài đầu cúng. Mọi thứ mặc lễ phục dài đến mắt cá chân, đầu đội một chiếc mũ hình chớp hướng lên trên, trang trí bằng những sợi chỉ màu rực rỡ. Mỗi khi cụ giang tay, trông chẳng khác nào một con đại bàng tung cánh. Cụ bịt mắt bằng một vành khăn màu đỏ, tay cầm một chiếc chuông bằng đồng, mà theo các bậc cao niên trong làng vẫn thường nói, đó là chuông gọi hồn. Tiếng chuông cất lên, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tuyệt nhiên không ai dám ngẩng đầu. Chẳng cần nói thì từ người lớn cho tới trẻ con đều hiểu, việc nhìn thấy các đấng thần linh là một điều cấm kỵ. Theo lời các già làng, rủi như trong lúc làm lễ, ai đó vì sự tò mò mà dám phạm thượng nhìn trộm người cõi trên thì sẽ lập tức bị trừng phạt. Nhẹ thì mù mắt, cả đời sống trong bóng tối. Nặng thì bị mất hồn mất vách, sống lơ lửng giữa hai cõi âm dương. Đã sang cuối ngày, lại thêm cơn mưa rả rích không ngớt, sự âm u càng lúc càng bủa vây lấy chúng linh thiêng. Chỉ duy có tiếng đồng thanh cầu nguyện là vẫn vang lên giữa chốn núi rừng trùng điệp. Đúng giờ Dậu, người ta đem tới một con lợn buộc vào chiếc cọc lớn cắm ở trước cửa đền. Mọi thứ là một nghi thức cuối cùng trước khi kết thúc buổi lễ. Đó là đi vòng quanh con vật, vừa lắc chuông, vừa đọc những câu thần chú mời gọi quỷ thần đến nhận lễ vật sống. Đoạn, cụ ném xuống đất một cặp sừng dê. Khi thấy chúng cùng sắp, cụ mới ngẩng lên hô: "Thần linh đã chấp nhận lễ vật." Nghe cụ tuyên bố như vậy, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cụ tứ ra lệnh cho đám thanh niên vật lợn ra chọc tiết. Người được thực hiện chuyện này không ai khác chính là Dực, con trai thứ của ông trưởng làng. Hắn vốn là một tay gan dạ không sợ máu me. Từ năm 13, hắn đã theo các bậc cha chú hóa kiếp cho vô số vật nuôi. Con lợn đã được trói cứng bằng sợi dây thừng, lại có thêm ba người đàn ông khỏe mạnh khác giữ chặt đầu và hai chân sau. Dực chỉ cần một đường ngọt liệm đã thọc sâu con dao bầu vào cổ họng của vật tế thần. Máu túa ra ồng ọc, xối thẳng vào chiếc chậu gỗ. Trong chốc lát, con vật dãy lên đành đạch, rồi nằm im bất động đi. Bây giờ Dực mới tự tay cởi trói cho con lợn để nó được đi đầu thai. Mò tướng lấy quả lúc lắc chấm vào tiết lợn, lần lượt triện vào lưng hoặc là vai của toàn bộ dân làng. Mọi người, từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, đều xếp hàng để được nhận dấu. Theo quan niệm của người làng Ẩn, một khi đã nhận lễ vật thì có nghĩa là thần linh sẽ tha tội cho họ. Những người cuối cùng của làng đang tiến tới gần cụ tứ để nhận dấu thì bất ngờ trên nền trời nổ một tiếng sấm lớn, khiến cho tất cả giật mình cùng ngước lên trên cao. Bỗng đâu con lợn đang nằm dưới đất, thanh linh vùng dậy lao về phía mò tứ, hất văng chậu tiết xuống dưới. Máu đỏ loang lổ khắp cả một vùng. Sau đó nó bỏ chạy một mạch
vào trong rừng sâu âm u đầy bóng tối. Mọi người ai nấy nhìn theo, vừa sợ hãi vừa ngơ ngác, không hiểu chuyện vừa rồi là thật hay mơ. Bởi rõ ràng con lợn đã bị chọc tiết cho tới chết. Vậy Hà cớ làm sao tự dưng có thể sống lại rồi chạy đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Không một ai, kể cả những thanh niên gan dạ nhất, dám đuổi theo con lợn. Bởi trời đã sẩm tối, vào rừng lúc này không khéo lại làm mồi cho cọp. Chưa kể chuyện con lợn sống lại, quả thật quá quỷ dị. Nếu không phải là ma điều khiển thì cũng là quỷ nhập vào. Nếu đuổi theo, chắc chắn bị lạc trong cõi u minh, chẳng bao giờ tìm được lối về. Hòa Tứ à, chuyện này là sao vậy? Cụ Tứ nhìn xuống đất, nơi chậu tiết heo đã bị hất đổ, chẳng còn lại gì. Cụ thở dài lắc đầu. Thần linh đã đồng ý nhận con lợn. Có lẽ bây giờ nó đã chạy tới chỗ ngài rồi. Vậy những người còn lại chưa nhận dấu chuyện đó thì sao? Hấp hấy con mắt nhìn đoàn người còn lại, hơn vài chục người đang chờ đợi, rồi lại nhìn xuống cái chậu tiết trống không. Những vệt đỏ nơi thành chậu đã bắt đầu đông lại. Cụ Tứ vớt vát nói, còn chút nào hay chút đó, các người mau lại đây. Cố vét nốt chậu tiết trong chậu, cụ Tứ lần lượt triện lên vai những người còn lại. Dấu đỏ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng có câu méo mó có còn hơn không. Những người này còn may mắn hơn cô nương và bà Ngát, bởi họ chắc chắn là những người duy nhất trong làng không nhận được dấu đỏ bằng tiết lợn đó. Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi hùng vĩ, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Mưa đã ngớt, mọi người hì hục cùng nhau dọn dẹp lại chúng linh thiêng trước khi ai về nhà nấy. Tất cả một lần nữa phải giật mình, giỏng tai về phía khu rừng già. Âm thanh vừa rồi rõ ràng là tiếng gầm của một con hổ lớn. Nó đang ở gần đây. Ai nấy đều sợ hãi. Người già giục người trẻ, người lớn giục người bé, mau mau chóng chóng trở về nhà. Kẻo hổ đối đánh hơi thấy mùi tanh, nó sẽ mò tới bất cứ lúc nào. Sự vội vã khiến cho họ không nhận ra được. Trên tảng đá thiên bất ngờ có một vệt nứt nhỏ. Âm thanh đánh tách một tiếng, như tiếng nổ phát ra từ bếp củi. Suốt cả đêm đó, cả làng thấp thỏm không yên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về ngôi đền thiên có con dê cái. Bởi trước khi ai nấy về nhà, ông phổ trưởng làng đã lệnh cho con trai đem một con dê lớn tới thay thế chỗ cho con lợn. Hy vọng hổ đối nếu có tới làng sẽ ăn thịt con dê và quay trở về rừng mà không quấy nhiễu dân làng nữa. Tuy nhiên sau đó, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra trong đêm mà không ai ngờ tới. Nói về hòn đá thiên, theo như câu chuyện lưu truyền từ thuở trước, đó là tảng đá đã chặn ngang dòng suối. Hay nói cách khác, đó là vật trấn trên mình vị thần rồng, khiến cho thần không thể bay đi. Từ đời này sang đời khác, người làng ẩn vẫn cho rằng bên trong tảng đá ấy có linh hồn của quỷ thần bị chính ông tổ làng giam cầm. Thanh Long Đại Vương dùng thanh kiếm thần rồng để lại để trấn yểm quỷ thần, khiến cho quỷ thần mãi mãi không thể thoát ra mà làm hại người dân. Vì lý do đó, người làng ẩn hết sức bảo vệ thanh kiếm và tảng đá, sợ rằng có gì bất trắc để cho quỷ thần thoát ra được, dân làng sẽ lãnh hậu quả thảm khốc. Mặc dù đã quá nửa đêm, nhưng đèn đuốc vẫn được thắp sáng rực trước cửa của mọi nhà. Ánh sáng có thể xua đuổi thú dữ. Tụ tập trong căn nhà hoang gần ngôi đền thiên, ở giữa là đống lửa ấm cùng với một mâm rượu thịt. Nhóm tăng vật vừa ăn vừa uống, vừa thì thầm bàn bạc. Chốc chốc lại có một đứa đứng lên, vén bức màn che cửa sổ để nhìn ra ngoài cảnh giới. Tăng vật cười khẩy.
Yên tâm đi, giờ này chẳng còn ai dám ra ngoài nữa đâu. Mà có dám đi nữa cũng chẳng có ai dám bén mảng tới căn nhà này. Đủ dân làng như đám thổ đế vậy, mới có chút chuyện mà co rúm vào nhau rồi. Phải cắt nghĩa một chút về ngôi nhà mà bọn thằng Giật đang tụ họp. Tại sao nó là nhà hoang? Thì bởi sau trận dịch nhiều năm về trước, người dân trong làng chết quá nữa, số nhà bỏ không vì thế cũng nhiều. Khi dịch bệnh được đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường. Thời gian sau, toàn bộ nhà trống lại được phân chia cho con cháu trong làng. Vì chỉ có căn nhà này vốn gần ngôi đền thiên nên không ai dám ở. Người ta sợ những hồn ma bóng quế vất vưởng ở ngoài đền mỗi khi đêm xuống. Vào những đêm trăng sáng, dân làng dễ dàng nhìn thấy những cái bóng đen xì bay lượn trên mái đình và cả trên những cành cây khẳng khiu cao chót vót. Đó là bầy quạ đen. Quạ đen là đặc sản của chốn núi rừng, nhất là tại ngôi đền thiên. Ai cũng nói dường như chúng mới là chủ nhân thực sự của ngôi đền. Một số khác thì cho rằng đám quạ đen là những âm binh cô hồn, là tai mắt của đấng thần linh. Nếu ai dám lai vãng lại gần ngôi đền làm chuyện sằng bậy, quạ đen sẽ nhào xuống rỉa thịt sống kẻ đó. Trong đêm khuya tĩnh mịch, đôi lúc bọn chúng lại đồng thanh kêu lên những tiếng rợ người. Thằng Giật ném khúc xương trắng hiếu vừa gặm vào trong bếp than hồng, rồi nhếch mép nói: "Khốn kiếp, lũ quạ kiều đình tại nhất ốc hết cả, đủ thứ quái nào được. Bảo sao không ai muốn ở trong cái nhà này." Một thằng trong nhóm tên là Pháo. Thằng này là một kẻ liều lĩnh nhất nhị trong hội, có lẽ chỉ đứng sau thằng Giật mà thôi. Sau khi nhìn ra ngoài trời, nó quay trở lại nói: "Sương xuống rồi, càng lúc càng dậy, khó mà nhìn ra được cái gì." Thằng Giật đứng dậy vén màn lên nhìn. Quả đúng như lời thằng Pháo nói, sương đêm đang xuống trắng xóa cả một khoảng sân trước mặt. Dù có đuốc cũng chẳng nhìn được bao xa. Điều này cản trở kế hoạch của gã. Đêm nay Giật muốn bắt được con hổ kia. Hồi tối nghe tiếng hổ gầm, nó đoán rằng vị chúa Sơn Lâm hẳn đã làm chủ ngọn núi này đến cả chục năm chứ không ít. Nghiến răng kèn kẹt, Giật nói: "Mẹ kiếp, thế này còn làm ăn cái gì nữa?" Tuy nhiên vẫn không từ bỏ hy vọng. Thằng Giật đang trông chờ vào sự hữu dụng của những cái bẫy đã giăng. Bởi ở dưới đất, gần con dê cái, bọn chúng đã giăng sẵn một tấm lưới lớn, bên trên phủ lá khô, xung quanh lưới luồn dây rút. Dây luồn lên trên cành cây cao thành rồng rọc, đầu kia buộc vào một tảng đá lớn. Tảng đá được giữ ở trên không nhờ một mối dây khác đưa về căn nhà hoang. Tại lối đi vào bẫy, bọn thằng Giật bố trí dựng cọc gắn chuông đồng. Một khi con hổ tiến vào theo lối đó, chắc chắn sẽ đụng phải chuông. Chuông rung lên, bọn thằng Giật sẽ cắt đứt sợi dây nếu giữ tảng đá. Lúc đó hòn đá tảng rơi xuống, đồng thời kéo cái lưới lên cao, nhốt chặt con hổ lại. Thằng Giật cũng không loại trừ khả năng con hổ đi tới từ hướng khác, nên cố tình đặt thêm nhiều cạm bẫy. Một khi dính phải, con hổ chỉ có nước mất chân. Từ dịp đó bọn chúng sẽ xông ra, mỗi đứa cầm trên tay một cây phóng lợn mà tấn công hổ dữ. Suy tính là vậy, nhưng đêm nay sương lại dày đặc, dù có đốt đuốc cũng chẳng ăn thua. Không khéo chưa bẫy được hổ thì người lại rơi vào cái bẫy của chính mình trước. Như vậy gọi là gậy ông đập lưng ông. Đợi cả đêm cũng không thấy động tĩnh gì. Uống hết bình rượu ngô, năm đứa trong nhóm thằng Giật lăn ra ngủ. Cánh cửa sổ vốn khép hờ bị gió thổi bung, khiến cho sương đêm tràn vào lạnh buốt. Bếp lửa cũng tắt ngớm từ lâu. Mặc dù vậy, đứa nào đứa nấy nằm co ro bất động, như thể đang ngủ rất say. Không biết là canh mấy, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa thưa thớt, âm thanh mỗi lúc một lớn dần. Người đầu tiên thức giấc là thằng Tính. Bị phá giấc ngủ, nó không hề tức giận.
Trái lại thằng này cảm thấy tò mò, vì nửa đêm lại có ai dám bắt chước bọn chúng tới căn nhà hoang này. Lớp ngớp bò dậy, nó phát hiện ra đống lửa trong nhà đã tắt, nhưng chưa nhóm lại ngay. Nó đứng dậy đi ra cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà mai là vẫn còn sáng, đủ để cho nó nhìn thấy cảnh vật lờ mờ phía trước. Ở dưới sân, một đứa con gái đứng cúi đầu co ro trước cái lạnh của màn đêm. Thằng Tính mở cửa bước ra hỏi: "Đứa nào đó?" Đứa con gái không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi mặt. Suối tóc của nó buông dài đến ngang hông, phủ lòa xòa. Dưới màn đêm sương lãng đãng trông thật quỷ dị. Thằng Tính bất giác xoa tay lên bả vai, không biết là vì lạnh hay là vì sợ. Vốn định đến trước mặt đứa con gái kia để hỏi cho ra lẽ, nhưng hình ảnh đối diện lại khiến cho nó chùng bước. Sực nhớ ra mình đang ở trong căn nhà hoang gần với ngôi đền linh thiêng, hồn ma bóng khuế nhiều vô số kể. Hắn chợt lạnh toát sống lưng, vì nghĩ rằng đứa con gái kia là ma quỷ hiện hình. Không chần chừ, thằng Tính quay đầu toan bước vào nhà, thì bỗng sau lưng nó, một giọng con gái liền cất lên: "Không muốn biết tôi là ai sao?" Tính giật mình khựng lại. Cái giọng nói kia có cái gì đó rất quen, nhưng ngặt nỗi lúc này nó âm vang, trầm bổng, lúc gần lúc xa, âm u như dội về từ địa ngục, như có ma lực điều khiển. Thằng Tính từ từ quay đầu lại. Khi đối mặt với đứa con gái nọ, nó mở to mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp: "Là mày sao?" Khuôn mặt dưới sân quả đúng là nương, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho Tính mơ hồ không rõ nương là người hay ma, còn sống hay chỉ là một oan hồn đang hiện về tìm hắn. Tính nuốt khan, hắn cố nói to cho những người trong nhà cũng nghe được mà tức giận: Mày đến đây làm gì? Tại sao lại lẩn trốn suốt mấy ngày nay? Chuyện hôm trước nhớ kín mồm kín miệng đó, nếu không anh Dực sẽ không mà mày lại đó." Người con gái dưới sân vẫn đứng im, nở một nụ cười ma mị. Bên trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, cho thấy có người sẽ thức giấc. Cảm giác gì đó rất lạ, thằng Tính liền co giò chạy, tính đánh thức những đứa kia. Nhưng giây phút ấy, chân nó bỗng nhiên bị vướng phải thứ gì, làm nó vấp ngã sóng xoài. Lơm cơm bò lên, gỡ cái thứ chết tiệt ở chân ra, và nó kinh hoàng phát hiện ra đó là một búi tóc. Một giọng cười quỷ dị vang vọng trên tầng không. Thằng Tính ngước mắt nhìn về phía nương, và nó nhận ra thứ tóc khủng khiếp quấn vào chân mình là bắt nguồn từ nương. Lúc đó nó hiểu rằng bản thân nó đã gặp phải thứ gì. Nó la lên thất thanh, nhưng một lần nữa thứ tóc ma quái lại tiếp tục quấn lên cả cổ của nó, rồi siết chặt lấy. Thằng Tính lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử, như một con chó sắp bị người ta đem làm thịt. Các người nó bị lôi đi sành sạch, lăn lòng lóc xuống mấy bậc thang. Bây giờ thì gã thực sự đã đối mặt với nương. Tính ước gì mình có thể ngất đi, hoặc chí ít là nhắm mắt lại để khỏi phải thấy nương. Nhưng không thể. Hai mắt gã mở ra trừng trừng, nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô gái. Từ hai khóe mắt nàng, máu đang nhỏ xuống từng giọt, nhỏ xuống mặt hắn. Tính ú ớ một lúc, đầu ngoẹo sang một bên, hai bàn tay buông thõng xuống. "Nè, dậy đi, làm sao vậy Tính?" Tính mở mắt ra, chân tay khô loạn. Cô tôi dậy." "Tính lại đi thằng khùng, uống cho lắm vô, rồi làm loạn không cho ai ngủ hết." Tính nhìn ngó xung quanh,
phát hiện ra bản thân mình vẫn đang nằm trong căn nhà sàn. Bên cạnh đống lửa đã được nhóm lại sáng rực. Bốn tên bạn chí cốt đang ngồi, cười khẩy nhìn hắn. Tính đưa tay buốt ngực thở hắt ra. Chẳng lẽ ban nãy chỉ là mơ sao? Nhưng sao cái cảm giác nó thật đến như vậy? Không, không thể nào là mơ được. Anh Vật à, em thấy con nương. Bốn đứa không kịp để cho Tính nói hết câu, đã phá lên cười. Tụi mày xem, nó vẫn tự tưởng tới em nương đó. Tính tỏ ra khó chịu. Mấy người đừng có cười, tôi đã thấy nó đó. Nó biến thành quỷ rồi. Tóc nó dài, cuốn vào chân tôi lôi đi chính bậc cầu thang. Các người bây giờ còn đau rặn lên nè. Máu ở mắt của nó nhỏ xuống mặt tôi, vẫn còn ướt đây nè. Như để chứng minh cho điều mình nói, Tính xoa tay lên mặt, vuốt những giọt nước còn đầm đìa trên nó. Bốn đứa kia lại được một phen cười. Thằng Pháo vừa ôm bụng, vừa chỉ tay vào mặt Tính mà nói. Mày đưa lên mỗi người thử xem, đó là nước gì. Sau một hồi ngẩn ra, Tính cũng phát hiện được thứ nước trên mặt gã chính là nước tiểu. Thì ra cả bọn nghe Tính ú ớ trong mơ, liền bài trò chơi khăm bằng cách vạch quần trả đái lên mặt gã. Tính cay cú, hắn vùng lên giơ nắm đấm định trả đũa, nhưng Pháo liền xoa dịu. Thôi, bớt nóng đi. Có nghèo mà sợ nước tiểu chưa? Chẳng phải ban nãy á mà nó mới gặp ma. Thế thì đúng rồi, nhờ tụi tao đái lên người mày á mà con ma mới bỏ đi đó. Nhớ tới hình dáng của nương trong giấc mơ lúc nãy, Tính lại khẽ rùng mình, bất giác từ từ hạ tay xuống. Nhưng gã vẫn buông một câu. Người ta thường lấy nước tiểu của trai tân, gái tân để mà đổi ma. Chúng mày xem đứa nào còn thân hay không. Bọn thằng Giật không thèm để ý tới lời nói dối của Tính. Giật bổ vai gã mà bảo. Tao biết mày vẫn còn dương vẫn còn nương, nhưng mà tao đã nói rồi, ra Tết tao dẫn cả bọn xuống núi tha hồ mà tìm cái đẹp, gấp mấy lần con nương cũng có. Đoạn nhìn ra cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối lắm. Thằng Giật quay lại bảo với cả bọn. Gà chứ gái, ngủ tiếp đi. Nếu mà đêm nay con hổ không tới, ngày mai tất cả theo tao, mình vào rừng săn nó cho bằng được. Nghe theo lời Giật, các bọn lại nằm xuống quanh bếp lửa. Một lúc sau, tiếng ngáy như sấm lại nổi lên khắp gian nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Quỷ Án Làng Ẩn, tác giả Hồi Ức. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.